Xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng báo giá các bác một con máy rửa bát TL3. Hôm nay em báo giá luôn con máy này, em bán là 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Giá thành thì cứ nhập về mà chỉ cần tốt hơn được 100-200 nghìn thôi, em cũng sẽ báo giá tốt cho các bác thêm 100-200 nghìn. Mỗi một con về chỉ lấy công dọn chênh vài trăm. Đấy, không lãi nhiều làm gì, quan trọng bây giờ là bán số lượng. Nên các bác ủng hộ thì các bác cứ liên hệ nhé. Ở đâu bán rẻ thì em lại bán rẻ hơn. Con này em bán là 3,2 triệu bao ship. Một con TL3. TL3 các bác nhé. Con này thì báo luôn các bác là vỏ nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Những con nào mà vỏ nó vẫn còn sáng đẹp thì em không sơn đâu, thì vẫn còn để đấy thôi. Con này chung là vỏ còn sáng. Đấy. Vỏ nguyên đấy. Nguyên còn khá là sáng, đẹp. Lưng con này cũng đẹp này, lưng phẳng, lưng hai bên phẳng, mặt đẹp. Máy rửa bát bây giờ rẻ như cho luôn, rẻ như bèo. Vào mùa đông thì có máy rửa bát này rất là thích. Ăn cơm xong thì các bác chỉ việc xếp bát vào thôi, chứ không cần phải ngồi nhìn nhau để rửa bát nữa, rất là thích. Các chị em hoặc là các cháu nhỏ ở nhà mà phải rửa bát thì có máy rửa bát này thì cực thích luôn ạ. Giá chiếc con này vẫn còn ok các bác nhé. Nội thất nói chung là được. 3,2 triệu thôi, rẻ như na vòm, rẻ hơn cả na vòm ngày trước. Con này cái gioăng này nó hơi bị sứt một tí, em sẽ thay gioăng khác nhé. Một tí không sẽ thay toàn khác. Ba triệu hai bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.